Bạch sư phụ, những người hành giả mà sau khi đã được kiến tánh như thế này thì gọi là giải ngộ hay là gọi được khai ngộ là sư phụ? Cái khai ngộ đó nó có hai thứ á, một thứ là giải ngộ, một thứ là chứng ngộ. Giải ngộ là hiểu theo cái bộ óc, còn chứng ngộ á là tất cả hiểu biết của bộ óc sạch hết, mà cái không hiểu biết của bộ óc cũng sạch hết, rồi nó mới đến tới chỗ chứng ngộ được. Mà chứng ngộ là tức là cái thật tánh á, tự biết, tức là cái tâm linh nó tự biết, chứ không phải là có cái năng biết sở biết, có cái năng kiến sở kiến, cũng như nói là chân tánh, không phải là có cái tâm năng kiến để kiến cái tự tánh. Nếu mà tự tánh là sở kiến á thì không phải tự tánh. Bởi vậy tự tánh bất nghị là không có năng sở. Cho nên á, cái chứng ngộ á thì không phải là cái hiểu biết của bộ óc, còn giải ngộ là cái hiểu biết của bộ óc. Kính bạch sư phụ, người mà sau khi đã được khai ngộ rồi thì họ còn những cái phiền não tập khí mà chưa dứt sạch, cho nên hành giả cần phải dùng công phu để bảo nhiệm, tức là phải tiếp tục tham thoại đầu, bạch sư phụ. Cái mà tiếp tục tham á thì là sơ quan với trùng quan á thì còn phải tiếp tục tham, còn nếu mà tới mặt hào quan á thì không có tiếp tục tham nữa. Chỉ là bảo nhiệm, tức là dứt tập khí thôi. Bạch sư phụ, khi mà đã hoàn toàn dứt sạch tập khí rồi á thì cái người đó được gọi là cái người đã triệt ngộ phải không bạch sư phụ? Cái chặt ngộ chưa dứt tập khí lã mà phá tới mặt hào quang lã là chặt ngộ rồi nha. Thì ngộ là ở trong kinh Lăng Nghiêm nói á, lý thì đốn ngộ mà cái sự á thì phải tạm tu, tức là dứt tập khí đó. Cho nên á thiền tông có cái bảo nhiệm để dứt tập khí á, gọi là bế quan á. Tiếng Việt đó gọi là nhập thất đó. Cái nhập thất là lễ dứt tập khí chứ không phải là lễ tu. Cho nên cũng như lục tổ nè, phải trải qua bảo nhiệm 15 năm, dứt hết tập khí rồi mới ra hoằng pháp đó. Bạch sư phụ, như vậy những người mà sau khi họ đã chứng ngộ dứt sức tất cả tập khí thì lúc đó họ không cần phải tham thoại đầu nữa bạch sư phụ. Tham thoại đạo là ngộ tới cuối cùng á, mặc hảo lao quang là khỏi tham rồi. Bởi vậy lúc đó nó là tất cả đều biết rồi, không có chỗ không biết á, thì á cái bằng đốn đoạn nghi căn á, cái gốc nghi là chấm dứt. Còn tham á là phải còn có chỗ không biết á mới có thể phát nghi á. Cũng như ngài Cao Phong á thì á đã phá được trùng quan rồi. Thì thầy hỏi á, ban ngày ngươi làm chủ được không? Được. Ban đêm chim bao á làm chủ được không? Được. Rồi hỏi tiếp, nếu mà ban đêm ngủ mà không có chim bao, mà không có tư tưởng, không có suy nghĩ gì hết đó, chủ đâu? Trả lời không được, tại còn có chỗ không biết đó nha. Thì thầy mới bảo từ nay về sau đó không cần ông làm gì hết á nha, cứ đói thì ăn, mệt thì ngủ,
ha. Nhưng mà ngủ thức dậy rồi đó ha, môi ngủ môi thức đó, thì phải tự hỏi á, hồi nãy ngủ mê không có chiêm bao, không có suy nghĩ chủ đâu. Thì cũng còn vậy đó, tham thêm 5 năm nữa. Thì bữa đó đó, bạn đồng tham á, cùng ngủ trong một phòng á, cũng như chùa Cao Mang á, có cái phòng mà 4 người ngủ chung đó ha. Thì có một người mà cái đạo, cái gối á, ở Trung Quốc á, cái gối không phải là làm bằng cái bông gòn hay là cái gì mềm mềm á, làm bằng cái cây hoặc là tre ha, một khúc tre hay là cây đó, thì dứt xuống đất á, cái tiếng gối dứt xuống đất ngộ tôi mặc hào quang, mà không phải là ngộ thêm cái gì, là chỉ là cái cảnh giới tha trùng quang bị tan rã hết, thì nó tôi mặc mặc hào quang đó, mặc hào đào quang. Tại trước kia đó ôm cái ngộ á, cái ngộ mà tha trùng quang đó, thành ra bị cái ngộ nó chướng ngại, chưa có không thể đến tới mặt hậu đạo quang. Rồi nghe cái tiếng gối dứt xuống, cái cảnh giới ngộ của trùng quang đó tan rã, thì tôi mặt hậu quang. Lúc đó mới cái gốc nhi mới chấm dứt. Chứ không phải là có ngộ thêm. Cho nên tôi giải thích cái tánh không á, trống rỗng không có cái gì hết á. Chứ cái ngộ đó cũng không được, chứ cái cảnh giới ngộ cũng không được. Tôi nói đó, tất cả các phương tiện của chư Phật chư Tổ á, lời nói hay là cử chỉ gì đó, chỉ là đều là cái thuốc để trị bệnh. Bệnh gì thì tức là tùy theo bệnh mà phát thuốc. Còn nói tới cái mà người lá chân tánh triệt để cũng như pha là lao quang rồi đó, mặc hậu lao quang rồi đó, thì lao có cần thuốc nữa. Bởi vậy lá hết bệnh rồi. Hết bệnh thì lao có cần thuốc nữa. Bây giờ nhiều người á, đem cái mà giảng tả, cái mà lã mà ngộ chật lẻ đó, tức là cái cảnh giới Phật á, mà lẻ mà chê cái thuốc. Thuốc là thuốc, thuốc là lẽ trị cái người có bệnh, chứ không phải là lẽ trị người không có bệnh. Rồi nem cái người không có bệnh để mà so sánh nói cái thuốc này không đúng. Thuốc này là phải là trị người không có bệnh. Chỉ là lẽ trị bệnh mà. Mà lấy cái người không có bệnh để chứng tỏ cái thuốc này không đúng, làm sao được? Tôi nói đó,
Có bệnh thì phải uống thuốc, có bệnh mà không chịu uống thuốc là ngu si ha. Còn là không có bệnh á mà còn muốn uống thuốc á là đen cùng. Bởi vậy lá không có bệnh mà còn uống thuốc làm chi nữa. Cái chỗ sư phụ khai ngộ hồi nãy giờ con lắng nghe thật kỹ, con xin lại sư phụ ba lại và đền ơn sư phụ.